Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với VN News tuần này. Tuần qua, Vietnam Airlines và ngành hàng không đã có nhiều hoạt động đáng chú ý. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin nổi bật trong VN News tuần này. World Travel Award vinh danh Vietnam Airlines, hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa. VNA Group là hãng đầu tiên áp dụng dịch vụ check-in trực tuyến trên toàn mạng sân bay nội địa. Săn vé máy bay Tết 2023, giá ưu đãi cùng Vietnam Airlines. Trung tâm trợ giúp Vietnam Airlines sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bùng nổ ưu đãi cùng thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Vietnam Airlines được tổ chức World Travel Award WTA vinh danh là hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa, World Leading Cultural Airlines. Lễ trao giải diễn ra tại Muqqat, Oman, với sự tham dự và chứng kiến của các lãnh đạo chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch và lữ hành. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chiến thắng hạng mục giải thưởng hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa nhờ chất lượng dịch vụ được nâng cấp mạnh mẽ theo hướng phát huy những giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam. Giải thưởng cũng tính đến vai trò của Vietnam Airlines trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Trong năm 2022, Vietnam Airlines ghi dấu ấn với hành khách ở bộ thực đơn xuất ăn trên không mới được triển khai từ tháng 8 dành cho hạng thương gia và hạng phổ thông trên các chuyến bay nội địa. Được ví như bản giao hưởng ẩm thực trên không, bộ thực đơn mới lấy phong cách ẩm thực Việt Nam làm trọng tâm, mang đến cho thực khách những hương vị đặc trưng của các vùng miền nổi tiếng từ Bắc chí Nam như bún chả Hà Nội, bánh mì sốt vang, bún bò Huế, mì Quảng, bún trộn thịt nướng, hủ tiếu Mỹ Tho. Các loại trái cây đặc sản địa phương Việt Nam như vải thiều, nhãn lồng cũng đi theo những cánh máy bay Vietnam Airlines để vươn tầm ra thế giới. Bên cạnh đó, các ấn phẩm, chương trình giải trí trên không của Vietnam Airlines đặc biệt chú trọng quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Gần đây nhất, hành khách được thưởng thức những hình ảnh tuyệt đẹp của văn hóa, du lịch Việt Nam qua những thước phim hướng dẫn an toàn bay và clip âm nhạc Nhanh lên nhé, được đầu tư hết sức công phu của Vietnam Airlines. Cộng đồng khách hàng, chuyên gia trong và ngoài nước tiếp tục đánh giá cao nhận diện thương hiệu của Vietnam Airlines. Không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, nhận diện thương hiệu của Vietnam Airlines như logo bông sen vàng hay đồng phục áo dài tiếp viên đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam đến với hàng triệu hành khách mỗi năm. Với mục tiêu trở thành hãng hàng không công nghệ số, gia tăng trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách, VNA Group mới đây đã chính thức hoàn thiện hệ thống làm thủ tục trực tuyến check-in online tại tất cả các sân bay nội địa ngay trong tháng 11 này. Theo đó, Vasco, hãng bay thành viên của VNA Group sẽ triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến cho hành khách khởi hành tại các sân bay Cà Mau từ ngày 8 tháng 11 năm 2022 và sân bay Rạch Giá từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. Với hai sân bay Cà Mau và Rạch Giá, VNA Group đã hoàn thiện dịch vụ check-in online tại 22 sân bay trong nước và trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam áp dụng dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay nội địa. Từ năm 2009 đến nay, hãng hàng không quốc gia đã đưa dịch vụ làm thủ tục trực tuyến phục vụ các hành khách khởi hành từ các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vân Đồn, Cát Bi, Vinh, Chu Lai, Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt, Điện Biên, Cần Thơ, Thọ Xuân, Pleiku, Phu Cát, Phú Bài, Đồng Hới, Tuy Hòa và Buôn Ma Thuột. Hành khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự làm thủ tục trực tuyến qua website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 1 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến. Vietnam Airlines đang tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều cải tiến mới từ mặt đất lẫn trên không, mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trọn vẹn và tiện nghi nhất. Tết Nguyên đán năm 2023 sắp đến gần, bạn đã có dự định gì cho bản thân và gia đình để tận hưởng ngày nghỉ lễ chưa? Hãy để cho Vietnam Airlines đồng hành cùng bạn với vô vàn tấm vé máy bay ưu đãi đón Tết Quý Mão. Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Quý Mão năm 2023, VNA Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão.
Nhân dịp này, Vietnam Airlines xin dành tặng bạn những ưu đãi nhân dịp đầu xuân cực kỳ hấp dẫn. Nhân dịp đón Tết Quý Mão năm 2023, Vietnam Airlines ưu đãi cho hạng phổ thông chỉ từ 199.000 Việt Nam đồng trên một chiều, tương đương với 785.000 Việt Nam đồng trên một chiều bao gồm thuế, phí, dành cho hành khách mua vé máy bay hạng phổ thông trên hành trình giữa thành phố Hồ Chí Minh, đi Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Đồng Hới, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Mê Thuật, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế. Đối với hạng thương gia, chương trình đồng giá vé máy bay hạng thương gia từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 trên một số đường bay nội địa Việt Nam như sau. Giá đã bao gồm thuế, phí. Chặng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đồng Hới chỉ từ 2.868.000 Việt Nam đồng trên một chặng. Chặng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuật, Đà Nẵng, Huế chỉ từ 1.868.000 Việt Nam đồng trên một chặng. Nhanh lên nhé, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm du lịch đẳng cấp từ Vietnam Airlines. Với mong muốn không ngừng đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn nhu cầu của khách hàng, mới đây Vietnam Airlines đã phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng mang tên Trung tâm trợ giúp ngay trên website và ứng dụng của hãng. Với Trung tâm trợ giúp, Vietnam Airlines mong muốn phục vụ khách hàng một cách chu đáo và nhanh nhất. Với trung tâm trợ giúp trên website của Vietnam Airlines, khách hàng có thể chủ động tìm kiếm giải pháp thông qua các chức năng trên website, ứng dụng di động của Vietnam Airlines với các nhóm chủ đề cụ thể như hành lý, làm thủ tục và giấy tờ tùy thân, thông tin lịch bay, chương trình Lotus Miles, đổi vé, hoàn vé và nhiều chủ đề khác. Tại mỗi chủ đề, Vietnam Airlines cung cấp các thông tin cụ thể để hành khách có thể dễ dàng lựa chọn, tham khảo và trợ giúp nếu cần. Song song với việc chăm sóc khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội, tổng đài, trợ lý ảo, trung tâm trợ giúp góp phần để cho Vietnam Airlines không ngừng đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn nhu cầu của khách hàng trên mỗi điểm trạm. Thêm một thông tin hấp dẫn dành cho khách hàng của Vietnam Airlines. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, Vietnam Airlines và Vietcombank sẽ phối hợp triển khai chương trình siêu ưu đãi Amex trong tay, tiền triệu nhận ngay với hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Theo đó, chủ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express sẽ nhận được ưu đãi lên đến 3 triệu đồng. Theo đó, chủ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express nhận ngay 3 triệu Việt Nam đồng khi mở thẻ và chi tiêu, nhận ngay 1 triệu Việt Nam đồng khi chi tiêu từ 5 triệu Việt Nam đồng đến dưới 15 triệu Việt Nam đồng, nhận ngay 3 triệu Việt Nam đồng khi chi tiêu từ 15 triệu Việt Nam đồng, hoàn ngay 15% lên đến 1 triệu Việt Nam đồng khi thanh toán quét QR VNPay trên Vietcombank Digibank, tích giảm thưởng không giới hạn khi chi tiêu, tiêu trước trả tiền sau với thời gian miễn lãi lên tới 50 ngày và các ưu đãi khác của VNPay trong từng thời kỳ. Đặc biệt, các điểm thanh toán thẻ Amex đã được mở rộng với hơn 50.000 đơn vị chấp nhận thẻ và hơn 60.000 đơn vị khi thanh toán QR. Vui lòng truy cập website và ứng dụng Vietnam Airlines để biết thêm thông tin chi tiết. Tiếp theo sẽ là phần điểm tin hàng không trong nước và thế giới. Comac đã nhận đặt hàng 815 chiếc C919. Airbus bắt đầu sản xuất máy bay A321 tại Trung Quốc. Hay ANA biến áo phủ ghế đã qua sử dụng thành dép phiên bản giới hạn sẽ là những thông tin đáng chú ý. Sau 14 năm phát triển, chiếc Comac C919 được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp phép bay hồi cuối tháng 9. Hôm ngày 8 tháng 11, tại triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc ở thành phố Chu Hải, 7 hãng hàng không trong nước đã đặt 300 chiếc C919 của Comac. Như vậy, đến hết tháng 9, Comac đã nhận đặt hàng 815 chiếc C919 từ 28 hãng hàng không Trung Quốc. Ngày 9 tháng 11, hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus đã bắt đầu sản xuất máy bay A321 tại cơ sở của hãng ở Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc. Cơ sở tại Trung Quốc có khả năng cung cấp tất cả các mẫu trong dòng máy bay A320 của Airbus. Chiếc máy bay A321 đầu tiên được lắp ráp tại Thiên Tân dự kiến sẽ được giao vào đầu năm sau. Trong hồ sơ pháp lý mới nhất của mình, hãng hàng không Jet Airways của Ấn Độ đã báo cáo một khoản lỗ lớn trong quý kết thúc vào tháng 9. Theo đó, Jet Airways đã báo cáo khoản lỗ ròng độc lập khoảng 38 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 9. Tổng thu nhập của Jet cũng giảm trong quý này so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng thu nhập năm nay là khoảng 1,6 triệu USD. Hãng hàng không All Nippon Airways ANA đã công bố
chương trình tạo dép phiên bản giới hạn từ bọc ghế đã qua sử dụng, sáng kiến nâng cao năng suất đến từ các nhân viên và là một cách sáng tạo để tái chế những món đồ thường bị bỏ đi. Đôi dép này sẽ được bán tại Nhật Bản thông qua một cuộc xổ số bắt đầu từ hôm nay. Khu vực Mỹ Latin và Caribe đã phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 về lưu lượng hành khách. Theo dữ liệu do Hiệp hội Vận tải Hàng không Mỹ Latin và Caribe ANTA công bố, trong tháng 9 năm 2022, 28,6 triệu hành khách đã được vận chuyển trong khu vực, tăng 1,2% so với cùng tháng năm 2019. Thông tin khu vực Mỹ Latin và Caribe đã phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 cũng đã khép lại VNA News tuần này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.